12 chưa ông? Gần. Tử vi. Tử vi đấy. Cái dưới rừng dưới hay nhỉ? Bao tiền đấy ông? Rừng dưới 2,5 triệu. Cái đấy 2,5 triệu. 2,5 triệu. Cái này triệu 8 đây. Triệu 8. Tử vi. Và chuẩn bị. À, cà phê sáng à? Cà phê sáng. Cái xanh của chiếc xe của em. Cái to to gì? Của em nhé. Đấy. Ok, đã ra đến bác cứ ngồi đi. Cái dưới đẹp này. Cái dưới đẹp. Mỗi tội là để thấp quá không ngồi được xuống nữa. Không được xuống nữa. Không được ra đây giờ mà. Vào vào việc. Đấy, không có những ai nhà mấy người này. Không có việc đi. Đấy, nhìn hay đấy. Có cái gầm trồng nó không kia? Trồng cái em đồ đất bầu nó cao lên kia. Cái này đó là cái gầm. Gầm để nước nó đi qua ấy. Đẹp. Đứng đây nguy hiểm lắm, ngồi xuống xe xe cổ rất nhiều. Nhưng sao hôm trước kìa. Cái xi là bán rồi hả ông? Cái xi bán rồi. Tốt quá. Đây cái xi bán em đây đây. Em quý đấy. Qua đi một tỷ cái thì ông gửi ra ông quay ông gửi. Đấy ba ba con đi anh kêu không có bay được được không? Đây. Con đấy có được căng căng không chứ? Ơi, con đấy có được đậm đậm không? Con đấy 3,5 triệu. Ông bảo cái con xi ấy. Con đấy được 12,5 triệu. Ừ, thế là được. Gửi đấy à? À đây Hồng ơi. Đây thằng 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 bán cho ông này đây. À. Tuần trước à? Tuần qua. Tuần qua rồi, xem như thế nào thôi. Tuần qua này thì bao nhiêu? 4,5 triệu. 4,5 triệu. Cái này là cũng tị à? Đấy, ông tị này có cái kênh cục nhỏ nhỏ này bao nhiêu tiền à? Ông tị ơi, cái xí này mấy tiền có tị? Mấy giá này? Cái xí 1 triệu là hay tê à? 1 triệu, 1 triệu đồng. Nhắc lên cái cho nó lên à? Vừa nhắc rồi. Đấy là thích. Đấy, rụt, rụt, rụt. Đấy. Đẹp. Những cái này ông để lên trên chứ. Giờ để cái này nó đi qua nó không nhìn thấy. Đấy, cái này là 4 đồng. Cây kia bao nhiêu? 4,5 triệu. Đọc số nhà 0982. Vâng. Hả? Cứ đọc 0982 705 096 096. Cái này là bao nhiêu? Cái này 7,5 triệu. 7,5 triệu. Đầm đây, đây này đầm đây, đầm đây. Trước và sau đi. Đó, đi đủ hết. Buộc lắm rồi. Đấy, bắt đi. Săn cây đi. Xem là chỗ này như nào. Đấy, anh ơi, cái quả đấy. Này như nào đấy. Được cái biếu này hay ho hết. Cái gì đấy?
có khách, khách, có khách. Cái cổ này lắc lên gì mệt. Con treo này thì nên để đây, để cân với cái miếu bên này được. Người này to nữa, đáng lẽ để dê người to thì mới được. Tao lôi cho vợ mày thì mày chụp đời. Tao biết tính đấy nhở? Trường tinh đấy nhở? Ờ, nhưng còn 25 triệu không bắt tay. Không được xây nghe luôn. Đã chậu luôn, nhắc cả cây luôn. Sẽ vào. Có phải có ai nhỉ? Được. Được rồi. Vời xa vời vợi anh à. Rồi này móc ra là cũng được đấy. Alo. Alo. Không, không, chưa lên đến nơi. Cao thủ vời đòi 3 tiền. đang nhờ Tấn nhận hộ, mà Tấn chưa lên đến nơi. Gọi cho Tấn phát xem lên nơi chưa. À, có đây rồi. Đáng được đưa chưa mày đụng. Chưa ba vai này hay này. Cây quay nhà đây. Về hồi quý ngày nó bảo rất đi đến chú ở đâu đây? Ờ, gặp bởi vì chú gặp trường này. Dạ rồi, tôi chỉ. Alo, lôi mai loại đây. Chất lượng đấy. Cái con bao tiền đấy? Cái chỗ con đấy. Không sợ là. Đang ngộ nhộn hết cả này. Còn có khách, mình không tiện hỏi. Điền đấy sôi động quá. Cây gò nào của anh Thắng? Đấy. Anh Thắng mang cây nào đi? Anh mang kìa. À, kìa. Con đầm đầm này bao nhiêu? Trực cái gì? Con đây này. Đâu? Con to này. Con to à? To 6 trực kìa. Lòng mà lão đây. Đúng rồi. Để quay đây chị đã. Cái này chắc của ấy. Đây của anh Lực Lùm. Bao tiền không biết? Chắc là tầm 17 triệu. Lực Lùm, Lùm Lực. Bye bye Lùm Lực. Đây là về vé bóng thì sướng. Rộng rãi. Làm cao thế nhỉ? Bán cây làm cao thế nhỉ? Không, không thuần ra đúng không ạ? Rồi này bán cây nhiều khi có cây đẹp thì phần ra đéo đầu đi uống cà phê kìa. Mình phải chạy vào gọi này, phải nhập tới nấp đến được đường cha. Mày chính phải vào uống. Đấy, ok. Bán cây đẹp là nó có giá ở chỗ đấy đấy. Cây này chắc cũng của Lực Nốt. Đi uống cà phê hết rồi không ạ? Không hỏi giá cho. Cứ phải chạy vào trong kia kìa. Giao lưu qua nhà. Đấy, trong kia kìa. Bán cây giờ thế đấy. Ông bà không hỏi giá khó hết. Giá là 100 rồi đâu. Đấy. Cách đây có mấy mét nhưng vẫn phải gọi điện đấy. Giá hàng 1 lít nhá. 1 lít nhá.
ok ok đấy, cứ đi chơi về lại có tiền cầm. Năm chín chưa? Các ông đi hát hết rồi. Này của anh gì quên mất rồi. Chưa đến nơi. Của anh thắng 7 triệu. Ông Hóa Lão thợ về nuôi được, chân vệ được, cốt cán sáng sủa, chất liệu điền. Đang vội phải đi bây giờ, có việc phải đi rồi các bạn, cố gắng quay một tí nữa. Cái chợ hôm nay nhiều cây hay đấy, nhiều cây hay xuất sắc hẳn thì thường xuyên có, nhưng mà nhiều cây để mua là hay đấy. Ai em có thể chợ ở thà này bấm mắm à? Lên xe. Mười mẹ không chở, giải ra rồi tôi bán mẹ đi. Không quăng à? Không quăng. Không quăng. Mẹ bán. Từ sáng hỏi ông luôn, nếu ông bảo là cây bán rồi, mẹ ông đéo bán rồi. Về anh nhá. Chú đừng đéo có tiền bán được chú. Không phải. Không rồi. Không rồi. Không phải. Không phải. Còn cây nào nữa?